Chào mừng toàn thể quý khách quay trở lại với Đồ Gỗ Nội Thất Hữu Huân. Xin giới thiệu với mọi người, đây là bộ Minh Quốc Đào, bên em làm theo đơn đặt hàng của chú Thảo ở Lý Nhân, Hà Nam. Thì quý vị và các bạn ai đang quan tâm đến cái mẫu bàn ghế cực kỳ là đẹp này thì có thể dành ra một ít phút để cùng em đi vào chi tiết của sản phẩm. Thì cái bộ Minh Quốc Đào theo đơn đặt hàng của chú Thảo thì được làm theo thông số rất là dày dặn, cũng như là nới rộng kích thước 1/12 x 12, nhưng thông số kích thước của bộ 14 cực kỳ là cao to dài rộng. Cái đoạn này thì bên em làm đoạn dài tận 2m27, cao 1m26 và sâu là 74 phân. Tất cả cái phần chân đều là đầu lân chân móng bên em vén dẻo hơn so với những cái mẫu quốc đào bình thường. Thì cái mẫu quốc đào này đã được bên em cải tiến rất là đẹp, đẹp từ cái dáng chân, dáng tay lên tới cái dáng cột. Chân thì uốn lượn mềm mại, hơn nữa thì cái phần tay bên em làm rất là khỏe, dày. Các bác có thể quan sát cái phần tay ghế, bạn để tay ghế thì sẽ thấy, nhìn từ xa thì sẽ có cách nhìn bao quát hơn. Cái phần tay ghế dày 7 phân và cực kỳ là khỏe, tạo nên một cái vẻ đẹp cân đối, trường và chắc chắn cho cái mẫu bàn ghế Minh Quốc Đào này. Phần dưới yếm thì toàn bộ là bên em làm yếm dày 4 phân, vén đều theo khuôn tranh cũng như là cái mặt khuôn tranh cũng như là cái chỉ, vén đều tăm tắp và đục sen dẹo như thế này, tứ diện. Phía dưới yếm thì bên em đục hoa lá tây, hai lượt chỉ trơn, vén từ phía dưới khuôn tranh lên xuống dưới yếm. Bạn để tay đây ạ, bạn để tay dày 7 phân, dày dặn chắc chắn và bên em tuyển chọn những cái đường vân thớ gỗ rất là đẹp. Hoàn thiện thì kỹ càng, sắc nét, mềm mại đến từng cái chi tiết, tạo ra một cái lớp mặt phẳng cực kỳ là láng mịn, sờ rất là mát tay. Cột thì bên em bo tròn vào bên phần trương nội. Đối với phần trương rất là đẹp, uyển chuyển nhẹ nhàng. Phần vách thì bên em làm vách dày tận 5 phân, vách vô cùng là dày dặn chắc chắn. Phần trương thì được đục tay bởi những cái chi tiết trái đào, hoa lá hay là những cái dải hoa lá hoa lan tây rất là đẹp. Đấy, trái lá này, hoa lá đào, trái đào uốn lượn vô cùng là đẹp mắt, rất là đẹp luôn, sờ vào thì rất là thích tay. Đấy, phần vách ghế thì đục tứ bình và lục bình cũng như là hoa hồng chim chỉ, đều là những cái biểu tượng tốt trong phong thủy, mong muốn về trường thọ, tuổi thọ hay là lộc lá, tài tiền tài cho gia chủ. Phần mặt ván này bên em làm ván dày tận 2 phân, ván rất là chắc chắn, các bác nghe thì tiếng gõ có thể thấy nó dày dặn như thế nào. Ván dày 2 phân, khuôn tranh bên em làm dày 4 phân, bộ này rất là dày dặn và rất là nặng luôn. Từng chi tiết đều được Nội Thất Hữu Huân làm rất là chăm chút tỉ mỉ, tạo ra cái sản phẩm nó nhẵn từ bên trong khe kẽ trở ra. Và nước sơn hoàn thiện thì cực kỳ là đẹp, rất là đẹp, ấn tượng. Đoạn này dài tận 2m27 và cao tận 1m26. Và phần trương bên em cũng làm trương cao hơn so với bình thường, trương cao hơn, đẹp hơn. Đấy, để so sánh một cái sản phẩm có làm kỹ làm đẹp hay không thì mọi người so sánh ngay từ cái khâu mộc. Bên em đã quay mộc bộ này rồi, nếu mà ai có muốn xem lại cái sản phẩm mộc thì có thể tìm lại video em đã quay. Thì cái bộ sản phẩm này đẹp từ mộc và lúc nào cũng được Nội Thất Hữu Huân làm rất là kỹ, từ cái khâu mộc đến khâu hoàn thiện cuối cùng. Tiếp theo đến là cái bàn lớn có kích thước là 77 x 1m54, mặt bàn đục bức tranh là đồng quê. Bàn này bên em cũng làm khổ rất là rộng, khổ bàn rất là dài rộng, tạo ra một cái vẻ đẹp mà nó cân đối đối với cái bộ bàn ghế Minh Quốc Đào này. Đấy, bức tranh đồng quê có người đang đánh cá này, người chèo thuyền này. Đấy, dãy núi, cánh đồng, chăn trâu, hay là bác nông dân đang cày ruộng. Tóm lại một bức tranh rất là yên bình và đẹp. Tất cả cái phần khuôn tranh bàn bên em cũng uốn mềm mại như thế này. Đấy, chỉ cũng vậy và yếm cũng vậy, có hai cái ngăn kéo mặt trước và mặt sau. Mặt ván bàn dày 2 phân, khuôn tranh bàn dày 4 phân và yếm bàn dày 4 phân, dày dặn chắc chắn và đục tỉa rất là sâu, sắc nét. Bên em chạm chỗ tỉa lại bằng tay tất cả các chi tiết. Đôn ngồi có kích thước là vuông 45, đôn ngồi này cũng rất là to và nặng. Tiếp theo đến là cái đôn đầu bàn đục bức tranh là cửu ngư thưởng nguyệt. Có một cái ngăn kéo cũng yếm vén cong toàn bộ khuôn tranh mặt ván, yếm vào khuôn tranh và chỉ bên em vén cong tứ bề luôn, tạo ra một cái vẻ đẹp rất là mềm mại, sang trọng. Và bộ Minh Quốc Đào là cái bộ sản phẩm phải nói là trường tồn với thời gian, vẻ đẹp nó không hề bị
các cái mẫu mã mới bây giờ gì mà nó vẫn có một chỗ đứng, phải nói là một vẻ đẹp đi cùng năm tháng. Thế nên chạy mua những cái bộ minh quốc đào như thế này là sẽ không chạy theo mốt và vẻ đẹp nó vẫn còn mãi, cũng như là giá trị của cái sản phẩm nó sẽ còn mãi luôn. Tại vì chất gỗ cũng là gỗ 1A thì chắc chắn là cái chất gỗ hương đá này nó rất là bền, rất là chắc, dùng cả đời thì cũng không bao giờ lo hỏng. Hơn nữa thì cái giá trị nó sẽ càng ngày càng tăng lên. Và những cái sản phẩm mà không chạy theo mốt như thế này thì rất là quý. Sau này thì nó vẫn còn là một cái khối tài sản rất là lớn cho con cháu sau này. Thì các bác có thể quan sát hai chiếc ghế đơn. Hai chiếc ghế đơn mặc dù là có nắng chiếu vào thì nên nó hơi chói một chút so với cái đoạn, nhưng mà càng dưới nắng thì các bác lại càng thấy được cái độ đẹp nó ra sao. Đấy, đẹp phải nói là lung linh trong nắng sớm luôn. Chân vén cực kỳ là dẻo. Cái phần yếm đục xen dẻo rất là đều, sắc nét rất là đều và sắc nét. Hai cái phần tay cực kỳ là khỏe, chắc chắn, dày dặn. Đấy, đến cái phần yếm và phần khuôn tranh dày và uốn cong vô cùng là mềm mại. Tiếp theo nữa đó là cái phần vai ghế, bên em làm cong vòng lên phía trước và cong lượn lên đằng trên, thì nó sẽ có cái độ cong theo không gian 3 chiều, đòi hỏi là sẽ tốn gỗ hơn, làm sẽ kỳ công hơn, và nhưng mà bù lại nó sẽ được cái dáng ghế vô cùng là đẹp, rất là đẹp. Thì em quay gần hơn cho các bác có thể quan sát tất cả cái phần tay này, rất là dày dặn chắc chắn. Vai ghế uốn cong và trương như thế này. Cái phần vách ghế thì đục tứ bình, đối với chiếc ghế đơn này là đục cái tùng và được đục tiện, rất là sắc nét, hoàn thiện, tinh kỹ, sắc nét, nhẵn mịn từ bên trong ra bên ngoài, rất là đẹp. Đấy, nhẵn mịn các chi tiết ở trương cũng như ở tay, ở vách, ở yếm, ở ván, ở khuôn tranh đều vô cùng là đẹp. Những cái sản phẩm mà được Nội Thất Hữu Huân chế tác vào và làm ra thì luôn luôn được đầu tư rất là kỹ về chất lượng. Thế nên gần như tất cả khách hàng nhận hàng sản phẩm của xưởng bên em đều vô cùng là hài lòng, đều rất là hài lòng. Đấy là một cái minh chứng rất là rõ ràng cho chất lượng của sản phẩm. Các bác có thể xem những cái video em giao hàng từ tay người tiêu dùng thì sẽ thấy mọi người phản hồi ra sao. Tất cả cái phần vai ghế cong vòng lên, cong lên đằng trước, tạo ra cái phần vách ghế nó có cái độ, vách ghế nó có cái độ cong này. Đây em quay này cho các bác nhìn. Cột cong theo chiều này và cong vòng sang chiều ngang cũng như là chiều nghiêng, tạo ra cái không gian xoắn 3 chiều. Thì để làm được cái cột mà uốn cong mềm mại như thế này thì đòi hỏi là thợ làm rất là kỳ công và đòi hỏi tay nghề cao, cũng như là tốn gỗ hơn so với bình thường. Phần tay này cũng dày dặn hơn. Đấy. Phần trương này cũng làm cao hơn, trương cao hơn. Ván gỗ bộ này gỗ rất là đều màu luôn, từ ván khuôn tranh và án tay, vách, trương, cột. Bộ sản phẩm của chú Thảo thì Nội Thất Hữu Huân đã hoàn thiện xong rồi. Thì cảm ơn chú Thảo rất là nhiều. Chú đã qua tận xưởng bên cháu ký mộc, kiểm tra mộc. Và những ai mà có điều kiện qua xưởng bên em thì có thể ghé tới địa chỉ tại làng nghề Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội để có thể kiểm tra những cái sản phẩm bên em đang có hàng mộc. Và nếu mà có nhu cầu đặt hàng có thể liên hệ tới số hotline là 0988 685 625. Cảm ơn chú Thảo rất là nhiều. Cháu cũng xin kính chúc chú và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và bình an hạnh phúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.